Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn mọi người một bức tranh vẽ về phong cảnh hoàng hôn. Cái phong cảnh này thì là một cái phong cảnh ở nước ngoài, chứ không phải ở Việt Nam. Thì đặc thù phong cảnh nước ngoài thì cái cây cỏ nó gam màu nó ấm hơn những cái gam màu ở Việt Nam mình. Đầu tiên thì mọi người sẽ phát hình lên. Hình ảnh thì cái này mình sẽ để ở cái link bên dưới ở cái phần video. Mọi người có thể kích vào đấy để tải ảnh về xem trên điện thoại cho nó dễ. Hoặc là mình có thể in ra tờ giấy A4, hoặc là chủ động hơn thì có thể xem trên laptop, hoặc là xem trên máy tính bảng, hoặc xem trên một cái điện thoại khác để phát hình. Rồi không gian nó khá chật thì mình cũng để cái hình ảnh nó nhỏ nhỏ ở trên góc trên của cái video. Đấy, sau khi mình phát hình xong, để sơn được xong các cái hình chu vi của cây cỏ núi rồi mây, mình sẽ pha màu. Trước khi vào pha màu thì giới thiệu trước là cái phần màu thì bài này cũng có ít màu thôi. Nó gồm trên cùng là màu trắng, bên dưới cái ảnh ấy. Bên cạnh đó là màu vàng chanh đến màu đỏ, màu cam, và màu bên dưới màu cam nên là màu màu xanh lá cây, nhưng mà xanh này là xanh ấm ấy. Nếu mà mọi người mua màu 3D thì nó là mã màu 039. Còn nếu mà không có mua được cái màu 039 thì mọi người sẽ trộn nó, cái vàng chanh này, vàng chanh trên cùng này trộn với đen, cái trộn dần với đen thì nó sẽ ra cái màu xanh đó. Nhìn ở trên video thì nó có thể nó hơi tối, nhưng nó là cái màu màu xanh ấm đấy. Đấy, thì mình sẽ pha các cái màu để nốt nền trời, nền núi và mây, nước, và tiếp đó là những cái màu của bụi cây và bờ cỏ. Quét màu xa trước là cái màu trắng vàng này. Đấy, sau trắng hồng vàng đậm dần lên. Và hai cái sắc độ đó thì nó sẽ nan nhẹ vào với nhau, nan êm vào với nhau. Cái phần này nó tương đối là đơn giản, nhưng mà mọi người lúc mới vẽ thì nó sẽ cũng hơi khó một chút. Cái phần nan mình nó sẽ hay bị xước hoặc vấp, hoặc có thể bị cháy. Đối với những cái bức nó to thì dễ bị cháy hơn, những bức này nhỏ thì nó cũng dễ. Ok, kế đến là hồng hồng vàng, có nghĩa là đỏ cộng với lại xanh nước biển cộng trắng cộng tí vàng đấy, cái lớp trên cùng đấy. Rồi kế đến là mây cũng là hồng vàng, thì cái này nó gần giống bầu trời nhưng nó đậm hơn một chút, hồng vàng ít trắng hơn, hồng vàng trắng, cam. Khi mình pha màu sẵn ra ấy, thì mình kiểm soát được cái màu ngay lúc ban đầu, mình không phải cứ mỗi một lần quẹt bút thì mình phải pha, thì nó sẽ vừa lâu mà nó lại vừa không màu, nó không chuẩn. Đấy, thì lời khuyên là về những cái gam màu ở xa ấy, màu trời, màu nước thì mọi người pha sẵn ra mình quét thôi. Cái khó của tranh phong cảnh thì nó sẽ là kỹ thuật chấm cây. Chấm cây thì nó có nhiều kỹ thuật và mỗi một loại bút thì nó đưa ra một cái hiệu quả khác nhau. Bút mềm, bút cứng, bút nông hóa học, hoặc còn bút nông động vật. Hóa học nó cũng chia ra nhiều loại, động vật thì nó cũng chia ra một số loại như nông chồn, nông lợn, hoặc là nông mèo, nông gì đấy, nông thỏ gì đấy. Tiếp theo là cái phần mặt nước thì cũng là giống cái màu bầu trời, mình làm ngược lại xuống thôi, nó là cái tấm gương nó đổ ngược xuống. Về cơ bản thì vẽ xa trước gần vẽ sau, cái nào ở dưới thì vẽ trước, cái nào ở trên vẽ sau. Về hội họa thì
nó cũng như âm nhạc thôi. Ca sĩ thì mỗi một ca sĩ sẽ hát một dòng nhạc, một dòng nào đó sở trường của mình, chứ không phải ca sĩ là cái dòng nhạc nào người ta cũng hát được. Về hội họa hay cụ thể là vẽ tranh nó cũng vậy, không phải họa sĩ nào cũng vẽ được tất cả các loại tranh, mà do là người ta thích những cái thể loại nào thì người ta thể hiện cái loại đấy, cái thể loại đó nó sâu hơn thôi, kỹ hơn, sâu hơn và nó sở trường hơn. Thế còn đương nhiên là vẽ thì người ta cũng vẽ được, nhưng mà để mà đẹp thì là chỉ có cái loại nào mà người ta thích, sở trường thì nó sẽ chuyên sâu hơn, như ca nhạc hay là ca sĩ như thế. Những cái loại chuyên sâu của người ta thì người ta hát cho thành công. Còn tất nhiên là bảo ca sĩ hát cải lương mà sang hát nhạc trẻ người ta vẫn hát được, vẫn hát hay hơn những cái người không không chuyên, nhưng đương nhiên là nó không phải là xuất sắc. Đấy, thì mọi người chú ý là muốn chuyên sâu được một mảng nào đó ấy, thì mình chỉ tập trung vào một cái mảng nhỏ trong cái mảng đó thôi. Ví dụ như vẽ tranh thì mình sẽ chuyên về chân dung, hay là chuyên về tả thật, hay là chuyên vẽ hoa, hoặc là chuyên vẽ về động vật, hoặc là chuyên phong cảnh. Phong cảnh nó cũng chia ra nhiều, phong cảnh ấn tượng hay cổ điển, hay là những cái loại phong cảnh mới như bây giờ. Đây là đang nói về những thể loại chép tranh. Hay còn sáng tác thì nó sẽ vô cùng hơn. Tác thì người họa sĩ đòi hỏi phải tìm tòi ra một trường phái mới, một mình đi một đường, một con đường mới. Như mọi người mới học vẽ, đặc biệt là học tay ngang như thế này, thì là đầu tiên là chép tranh. Cái chép tranh này thì ở nước ngoài người ta cũng có một cái bài học ở trong trường này. Trong trường đại học mỹ thuật này, là cũng có những cái bài phải chép tranh của những cái tác giả lớn, những tác phẩm lớn, chép tranh để học hỏi về màu sắc, về bố cục và cách xử lý bề mặt, kỹ thuật sử dụng sơn, sử dụng bút như nào. Đây thì nó cũng có những cái bài chép tranh. Đó là chép tranh thì không phải là xấu, chép tranh để mình học hỏi. Khi mình biết về kỹ năng cơ bản rồi thì bắt đầu mình phát triển dần lên, rồi có thể là sáng tác, vẽ đẹp rồi, chép đẹp rồi thì bắt đầu mình có thể nghĩ ra một trường phái của mình, bút pháp của riêng mình, kỹ thuật của riêng mình sáng tác thôi. Đấy, vừa nãy nót cái phần nước ấy thì là cái phần mình nót trước, nó là cái phần bóng của những cái bụi cây bên trên, thì nó sẽ có màu tối, thì nó sẽ kết hợp màu đen và màu xanh, mã màu màu 3D là màu 039, hoặc là mình sẽ lấy màu vàng chanh ở trên cùng đấy, mình pha màu đen, pha dần vào thì nó sẽ ra cái màu đó. Đấy, thế là những cái phần nót là mình bụi cây, bóng cây ấy, mình sẽ nót tối. Còn đây hiện tại đang nót cái phần bên trên đấy, cái phần ngọn cây. Thì đây tác giả này, bức tranh từ đây là mình đăng cái ảnh, đây là ảnh mình vẽ lại rồi, còn không phải là bức ảnh gốc. Thì nó cũng tương tự 1910 thôi. Thì đấy trên ngọn cây nên là một cái cảnh hoàng hôn và ngược sáng. Ngược sáng thì cái ánh sáng mạnh thì nó lại là cái phía xa, chứ nó không đơn thuần như là cái bức tranh thuận sáng, là trên ánh sáng từ trên xuống, hoặc từ trái sang, hoặc từ phải sang, hoặc là từ phía trước mình nhìn ánh sáng nó đập vào, thì là ánh sáng thuận. Thì là ánh sáng mạnh nó sẽ là ở cái phần mặt tranh mình nhìn thấy, còn đây là cái cảnh ngược sáng một chút thì nó sẽ là cạnh bên kia, nó sáng mạnh hơn. Cái phần nốt tán cây ấy thì là bao gồm vàng cam, xong bắt đầu tối dần thì cộng thêm xanh và đen vào. Nói chung bài này thì gam màu nó cũng dễ dễ nhớ, dễ thuộc và nó cũng dễ pha rồi, để dành cho những anh em mới có thể đỡ phải suy nghĩ nhiều về cái chuyện pha màu. À, lúc nãy có bổ sung thêm hai cái màu xanh trời và xanh biển, nó cũng có mã màu, thế nhưng mình cứ gọi là xanh trời xanh biển. Còn bên dưới cái ảnh đấy, góc bên phải đấy, nó cái màu sáng hơn đấy thì mình gọi là xanh trời, còn nó cái màu sẫm hơn đấy là mình gọi là xanh biển. Xanh biển thì mã màu của màu 3D là 033.
còn xanh trời sáng hơn, nên là mã màu là 036. Vàng chanh là 0021. Màu đỏ là bao nhiêu nhỉ? 010. À 103. 003. Đỏ 003. Tại vì đỏ này mình ít gọi mã màu lắm, tại vì gọi đỏ nó quen, là tại vì mình chỉ gọi mã màu để phân biệt những cái màu nó gần giống nhau thôi. Màu cam này chính là cũng không nhớ này. Màu cam thì theo công thức là đỏ pha với vàng nó ra màu cam. Mình chỉ nhớ những cái mã màu mà nó gần giống nhau là mình nhớ. Màu đen thì không không nhớ luôn, màu trắng cũng thế, màu đen màu trắng thì cứ gọi tên màu luôn. Đấy, vừa nãy thì mình mới nốt nốt cái phần núi xa và cái phần bụi cây xa và phần bờ cỏ xa. Cái phần này thì mình vàng trắng hồng, nhưng mà nhiều trắng hơn, ít xanh, có một chút xanh thôi. Cái gam này thì nó gam màu nó dễ, thì mọi người cứ chỗ nào mà sáng là mình tăng trắng vàng, ấm thì có một chút cam đỏ. Mà bài này thì lúc nào các cái màu đẩy lên lúc nào nó cũng phải có cam hoặc đỏ vào cộng với vàng với cái xanh đậm kia. Thì đây là cuối năm 2023 mình sẽ tranh thủ, học viên ở lớp mà đang vắng ít người thì mình sẽ tranh thủ quay vài cái video nhỏ để giao lưu với mọi người, học hỏi thêm về cái bộ môn mỹ thuật, cụ thể là vẽ tranh phong cảnh. Thế còn những bạn nào mà muốn chuyên sâu hơn, có thể là muốn để theo nghề thì có thể đăng ký khóa học tại lớp hoặc là khóa học online qua video kiểu như thế này, nhưng mà nó chi tiết nó chậm hơn và nó những cái bức nó to hơn, khổ to và nó chuyên sâu hơn. Thì có hai hình thức học, mình có thể đăng ký học online thì nó chủ động về thời gian, mình có thể học lúc nào rảnh mình xem video. Còn nếu mà muốn rút ngắn thời gian học tại lớp thì nó thứ nhất là nó tốn kém về kinh tế hơn, thứ hai là mình phải bỏ công việc đến trực tiếp ở trung tâm mỹ thuật Việt để mình học thì nó nhanh hơn. Đấy, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Cái khóa học online thì cũng rất là nhiều video, mình đã quay được rất nhiều cái video từ các cái khóa học trước mình hướng dẫn anh em ở tại lớp thì mình quay lại, thì cũng có rất nhiều người đăng ký cái khóa học online về tranh tường, về khóa học nâng cao, một phong cảnh cũng cơ bản như này. Cũng có rất nhiều người học để học là thành công và đã đi làm được, rất nhiều người học thành công và đi làm và vẽ tranh được. Đấy thì mọi người muốn tham khảo những cái người đã từng học ấy thì có thể cũng xem ở cái link bên dưới. Mình cũng có gắn những cái bài của mọi người ở cái link đó, tụi bài ở Facebook ấy, những cái bài mọi người học trong nhóm online, mọi người có thể tham khảo thêm xem là cái chất lượng học online nó như thế nào, nếu có ok không. Có nhiều người thì cứ nghĩ là cứ phải học trực tiếp thì mới có thể làm nghề được, thì cái đấy cũng đúng thôi, nhưng nó đúng một phần, thì nó đúng với lại những người năng khiếu ít hoặc là không năng khiếu thì là đúng. Không năng khiếu thì mình phải học trực tiếp thì bảo trực tiếp nó mới dễ, còn nếu mà có năng khiếu thì mình học qua online này cũng ok. Rất nhiều người học online đi vẽ kiếm tranh, kiếm kiếm tiền rất là tốt. Thế còn mọi người muốn tham khảo về khóa học thì cứ liên hệ Zalo với mình ở trên màn hình nhé, nhắn tin Zalo hoặc Facebook Mỹ Thuật Việt, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về các khóa học, thời gian học và học phí. Thế mình vừa mới pha màu, mình chấm nốt cái phần bụi cây bên trái này, thì nó là vẫn là bao gồm những cái màu như ở trên bảng thôi, nhưng mà nó sẽ thiên về màu 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 sáng nhiều. Màu sáng nhiều là phần bên trên, có nghĩa là màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Và khi chấm thì mình sẽ dùng đỏ ít hơn, mình dùng là dùng cam nhiều hơn. Và sẽ kết hợp với một ít xanh lá cây
Đấy, để chấm các cái phần sáng ở bên ngoài này, xanh lá cây ít thôi. Còn nếu mà chấm cái phần sáng ở trên cái ngọn này thì nó sẽ thiên về cái màu trắng vàng cam nhiều hơn, đúng là vàng cam nhiều hơn. Còn phần dưới này thì mới giảm giảm trắng đi, tăng cam lên và bắt đầu thêm một chút xanh lá. Mọi người có thắc mắc về bút ấy, thì cứ nhắn tin Zalo hỏi thì mình cũng tư vấn đấy nhá. Nhà mình cũng không phải là bán bút trên Shopee hay là trên Lazada đâu, mà chỉ bán chủ yếu là phục vụ cho những ai biết, hoặc là chủ yếu là phục vụ cho học viên ở lớp thôi. Mọi người muốn mua những cái bộ bút như mình đang sử dụng, hoặc là những cái bộ bút mà ở lớp mình đang dạy đây mà mọi người đang dùng ấy, mình mọi người cứ nhắn tin cho mình hỏi thì mình sẽ tư vấn về về các cái loại bút mình hay dùng. Quay xuống đợi cho cái trên nó se se để mình vẽ các lớp tiếp theo, thì mình xuống mình đang làm một ít đá nha. Đá thì cũng là màu đen, là đầu tiên nốt đen đầy sáng thì trắng vàng cam, gần như đến cái màu đầy sáng của đá nó cũng như là cái màu của cái ngọn cây đấy, ngọn cây vừa chấm. Đẩy dần các lớp xong đẩy lên lớp nữa thì cứ tăng sáng lên, là có nghĩa là mình tăng trắng, trắng với vàng tăng lên, và vẽ theo khối của nó theo hướng 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 ánh nắng. Đấy, mình vừa pha mấy màu bên tối đấy, là màu nước biển, màu trời, màu trắng với tí đen đấy, đấy là để vẽ cái bên tối của nó. Bên tối của nó cũng có cái độ sáng của nó, nhưng mà sáng sáng nhẹ hơn và nó thiên về màu lạnh, có thể kết hợp với màu lá cây cộng vào nữa sẽ tạo độ rêu. Và khi vẽ thì mà anh em chú ý là cái phần hình của nó thì có phần to phần nhỏ, nghĩa là cục đá to cục đá bé, và cái sáng tối nó khác nhau một chút để cho nó thay đổi, nó đỡ bị đều và nó tạo ra độ cứng. Bút mà thích hợp để vẽ đá như này thì nó phù hợp với lại những cái bút mà đầu lông nó gọn gàng một chút, nó không được tòe quá, và phù hợp với những loại bút nông nông mềm, ví dụ như là bút cán xanh lá cây, hoặc là cán vàng hoặc cán nâu. Bút xanh đen cũng có thể được, nếu mà nó không bị cùn quá thì bút bút xanh đen cũng được. Để chia sẻ thêm cái vấn đề các khóa học online bên mình thì mọi người sẽ được gửi những video, nó cái tốc độ nó chậm nhất, tốc độ ban đầu ấy, và full HD. Cái thứ hai là được hỗ trợ sửa bài hàng ngày trong nhóm, hoặc là gửi trực tiếp qua Zalo hoặc Facebook cho mình để mình sửa bài, được chỉ bảo và được tham gia trong cái cộng đồng nhóm học online để mọi người có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau. Khi được cái lớp một cái lớp sáng ban đầu rồi, lớp lớp đầu tiên rồi, thì tiếp theo mình đẩy cái lớp sáng hơn, thì bao gồm một cái màu, nó bao gồm màu trắng, màu vàng và chút cam, đẩy sáng dần lên những cái điểm nào nó nhô lên cao thì mình sẽ đẩy sáng hơn. Thế còn cái cạnh bên tối thì mình mà dùng màu nước biển hoặc màu da trời cộng với một chút đen, một chút trắng. Về phần đá cơ bản được thì chuyển sang khi chấm nốt xong rồi thì mình sẽ đi dặm, hoặc là gọi là đi tỉa thêm những cái cành cây vào, tạo thêm những cành cây cho nó nhìn nó sinh động hơn. Những cái thân cây to thì mình có thể lấy cái bút nông mềm mình tỉa, nông mềm số nhỏ số 3 số 4 mình tỉa, sau đó đến những cành nhỏ thì mình sẽ lấy bút tỉa tùy theo cây xa hay gần. Nếu cây xa thì mình có thể thêm thêm trắng để cho nhạt đỡ đi, còn những cây gần thì là nguyên bản màu đen của nó mình đẩy sáng dần sau.
như hai cây to ấy, là bắt đầu mình màu đen cho nó, mình sẽ đẩy sáng dần. Yeah, cái vẽ màu acrylic này nó gốc nước và cứ bay hơi nước đi thì nó sẽ khô. Và đầu tiên nó khô, ban đầu là nó khô cái bề mặt bên ngoài, nó se khô vào bên ngoài, thì thi thoảng mình dùng cái súng phun nước giống cái ở hiệu cắt tóc ấy. Mình xịt vào thi thoảng 5-10 phút tùy theo thời tiết, nếu mùa hanh khô thì nó nhanh lắm, có khi chỉ 3 đến 5 phút là lại phải xịt rồi. Nhiều khi quên là nó đóng đóng khô hết cái mặt, mình lại phải lấy bay mình móc cái bên trong mình mới vẽ được. Nên là về mùa hanh khô là vẽ nó khá tốn màu, nếu lấy ra nhiều thì nó cũng sẽ khô, và lấy ít thì cũng khô, mình lấy thế nào cũng bị tốn thôi. Mình thực hiện cái video này là nó đang chuyển sang mùa thu rồi, mùa khô hanh, thời tiết nó ít độ ẩm, màu nhanh khô. Đấy, đang chấm cái chỗ này là ngược sáng nhé mọi người nhé, cây này là ngược sáng hoàn toàn, cái phần bên tay phải giữa tranh ấy là ngược sáng, thì chấm trắng vàng một tí vị cam vào, xong rồi nó vào bên trong thì mình sẽ chấm đẩy dần lên, mình tăng cam lên. Này thì mình đang sử dụng cái bút cán trắng. Trong quá trình vẽ thì mình hay nói cái màu của cái quản bút ấy, cái cán bút để mọi người dễ phân biệt. Nên mình không muốn nói tên bút, tại vì tên bút thì nó ghi tiếng Anh hoặc là đọc nó khó. Bút thì đa số này là của Trung Quốc thôi, nhưng mà nó viết tiếng Anh. Mọi người có thể muốn mua bút, mua màu tham khảo thì mình có để cái link ở bên dưới cái video. Có link mua màu và link về khóa học vẽ tranh tường, rồi link về ảnh để mọi người tải về vẽ. Rồi link khóa học vẽ online. Link giới thiệu những cái bài học online của những học viên online. Còn những cái bài học của học sinh tại lớp, anh em tại lớp thì không phải giới thiệu rồi đấy, thì mọi người theo dõi trên Facebook thì quá hiểu rồi. Mọi người vẽ tại lớp thì rất ok, bài nào cũng đẹp. Tiện thì mình giới thiệu qua, hiện tại bên mình thì đang có mấy khóa học online như sau. Khóa đầu tiên là khóa phong cảnh dành cho những người mới bắt đầu, kể cả những người lớn tuổi hoặc là những người nhỏ tuổi, có thể 13, 14, các bạn nhỏ từ 13, 14 tuổi trở nên có thể học được khóa đấy. Khóa đấy thì hiện tại là đang ở mức giá 500k, để có thể ai cũng có thể mua để xem được, học được và tham khảo được. Thì bao gồm những cái phong cảnh nhỏ như kiểu mình đang vẽ đây, và có những bức nhỏ hơn một chút, nhưng mà hướng dẫn chi tiết cái cách pha màu và bố cục, cách sử dụng bút. Đấy thì khóa đó thì mọi người có thể nhập môn, có thể mua khóa đó. Còn ai biết vẽ sơ sơ rồi, như các cái bức mà mình đang hướng dẫn miễn phí ở đây thì nó cũng tầm như là khóa cơ bản đó, nhưng có thể nó không chi tiết bằng, thì mọi người có thể biết được những cái bài cơ bản này rồi thì có thể mua khóa cao hơn nữa, là khóa khóa tranh tường online. Online thì rất nhiều video tổng hợp từ rất nhiều các khóa, nên mình tập hợp vào đó để cho mọi người không có điều kiện đến tại lớp học thì có thể tham khảo khóa đó. Khóa tiếp theo thì là khóa giả đá giả gỗ, thì cái khóa này thì kèm theo cả cái trần mây. Cái khóa trần mây thì thực ra là trích ra từ cái khóa tranh tường tại lớp, thì trong cái khóa tranh tường thì có khóa vẽ trần mây 3D rồi. Đấy, nếu mà mọi người không mua khóa tranh tường online mà chỉ mua khóa trần mây mới giả gỗ giả đá thôi, để phục vụ bên nhiều anh em bên làm sơn áp dụng được luôn vào trong công việc của mình, thì mua khóa đó là giả gỗ giả đá thì có cả trần mây trong đó. Thì khóa đấy thì đang mức phí là 700k. Khóa tranh tường vừa nói dở, khóa tranh tường thì 1,3 triệu hiện tại giá của năm 2023. Thì có thể thêm những video bổ sung về sau thì có thể giá có thể tăng lên theo cái độ trượt giá của tiền. Và còn một khóa nữa là khóa nâng cao, thì cái khóa này cũng bao gồm các cái bài về phong cảnh rồi về chân dung. Chân dung hiện tại thì chưa có, tại vì chưa có thời gian để quay.
Thế chị sẽ bổ sung sau. Thì các cái bài về phong cảnh sơn thủy đồng quê nhưng nó kỹ hơn, các cái bài về biển rồi về hồ rồi về các con vật. Nói chung là tổng hợp nhiều cái nội dung ở trong khóa đó, nhưng mà khóa đấy thì vẫn chưa hoàn thiện, nhưng mà mình vẫn phát hành và rất nhiều người đã mua rồi. Nên là những người đã từng mua khóa khóa tranh tường, khóa tranh tường trước đó là có đăng ký mua khóa đấy rồi. Khóa này hiện tại thì chưa hoàn thiện thì giá là 2,5 triệu. Còn đang dự kiến là nếu hoàn thiện các cái chủ đề phong phú hơn thì khóa đấy sẽ là 4 triệu. Bạn nào mua trước thì coi như được khuyến mại. Nếu mà mua hiện tại giờ 2,5 triệu thì sau này đầy đủ hết các bài thì mình vẫn cứ bổ sung vào đấy, thì các bạn mua trước thì coi như được khuyến mại này, không phải đóng thêm tiền thì vẫn được sở hữu những cái bài mới mình bổ sung vào đấy. Đấy, khi đã chấm được xong rồi thì bắt đầu mình lại tiếp tục đi tỉa thêm cành, thì mình lấy bút tỉa mình tỉa. Thì cái phần này thì chấm ngược sáng, thì mọi người chú ý là phải chấm từ cái phần màu sáng trước, sau đó tới cái màu đậm sau, cứ đậm dần lên, đậm dần lên, đè lên, và mình đè lên thì mình phải bớt lại được những cái màu ở dưới, còn sót lại những cái màu nền ở màu chấm sáng trước đó. Còn nếu mà chấm lấp hết thì nó không có hiệu quả. Rồi, nên là đến cái phần này mình sẽ đi đẩy cái phần cây. Rồi cái bức này ngược sáng, thành ra cái gốc cây này nó cũng không có sáng mấy, nó chỉ bắt sáng một cạnh sáng mạnh ở bên phía ánh nắng mặt trời thôi. Cho gốc cây này như khi hoàn thiện thì nó vẫn còn cái màu rất là tối. Và lúc nãy mình mới đi nót lại để cho nó che những cái tán cây nó trở vào. Bây giờ đi đẩy lại những cái tán cây đằng xa này, với cái cây một vài cái tán lá của cái cây gần. Mọi người học vẽ này, biết vẽ được thì nó có rất nhiều cái hay, tại vì bây giờ tất cả mọi thứ nó đều dễ dàng, mọi người muốn học cái gì đó cũng cũng đăng ký rồi là tham gia khóa học rất là dễ, có thể trực tiếp hoặc là online. Khi mà mình biết rồi thì mình có thể lúc rảnh rỗi, có thể không đồng nghề, lúc rảnh rỗi có thể vẽ vui tiêu khiển, hoặc là vẽ tặng bạn bè người thân, nó rất là hay. Còn nhiều người mà hợp với nghề thì có thể làm nghề luôn. Bây giờ ngành nghề nó phong phú đa dạng và dễ học, rất nhiều người chia sẻ nên là dễ. Từ họa cho đến nhạc cũng vậy thôi, trên YouTube giờ cũng rất nhiều người dạy nhạc miễn phí. Mình muốn chuyên nghiệp thì mình học những cái lớp mất tiền để chuyên nghiệp hơn. Và tiếp tục là mình đang đẩy cái bụi cây ở gần. Cái bụi cây gần thì cái gam màu nó cũng giống bụi cây ở xa thôi. Mình đẩy lên từ 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 từ, xong là nó sẽ sáng hơn một chút, nó bắt bắt sáng những cạnh ngoài. Và tiếp theo thì chấm cỏ đẩy sáng lên các cái đỉnh sáng thì mình chấm, mình đẩy sáng lên, và một vài cái bụi cây nhỏ. Thì như bước nhỏ thì thường là sẽ dùng cái bút cán trắng, cái bút cán trắng là nó bằng đầu, mình chấm nó có cái độ tưa 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 thì nó giống cái cỏ hơn. Đối với cỏ sa thì mình không cần cái ngọn nó cao quá, mình chấm nó có độ xốp là được. Đấy, thế là mình đã dừng cái bức tranh này để đi chỉ bài mọi người, bây giờ mới quay lại và nó khô hết rồi này, phải làm một cái bảng màu mới. Chấm cái cây bên góc phải, cái cây này thì nó gam nó hơi xanh hơn bên trái một chút. Thì xanh hơn thì nó ít cam hơn. Đấy, như bảng màu đây thì có 5 màu, là màu trắng là 6. Trắng là mình sẽ pha bằng chanh với cái xanh 039.
chút cam. Bên kia thì cũng vẫn màu đấy nhưng mà nó nhiều cam, đa số là cam, ít xanh ít vàng hơn, thì nó nhiều xanh nhiều vàng hơn, ít cam. Cái can trắng thì là đối với mình thì là một cái loại bút chấm tương đối là khó trong các loại bút ở lớp mình hướng dẫn anh em, vì nó dễ bị bết và chấm nó cứ ra từng cục, nó khó khó để tơi, nhưng khi chấm được thì cái bút này chấm nó rất đẹp, chấm cả cỏ cả cây luôn. Đấy. Đang vuốt qua những cái phần sáng của cái cỏ, gần thì cái cỏ này nó cao. Lát nữa thì sẽ tỉa rồi vẽ thêm một chút hoa. Đấy, cũng lấy cái sắc gần gần giống màu ấm trên rồi di xuống dưới bóng cây ở dưới này, di ngang nước thì có hai cái phương pháp, một là di dọc, hai là di ngang. Đi dọc thì nó cảm giác nước nó trong hơn, còn đi ngang thì nước nó cảm giác nó có sóng. Thế như vậy cái phần cây bên kia là cơ bản là xong, bây giờ chỉ còn đi đẩy cái phần gốc cây nữa là xong. Khi mình nót cái cỏ ấy, thì mình nót lên cái bút to hơn một chút, đến khi đẩy thì sẽ dùng bút tỉa từng bước một. Gam màu thì tương đối là giống cái gam màu của cái cây bên tay phải, có xu hướng là nhiều cam hơn một chút. Cho một vài cái cây nó bung lên, vài cây nhỏ nhỏ, cái này cũng dùng bút cán trắng luôn. Để cái lá nó thưa thưa thưa, nói chung là để cho nó sinh động. Bước này như này là cơ bản là gần hoàn thiện rồi, còn đẩy gốc cây, cái bụi cỏ gần này với xa xa một đàn chim nữa là ok. Đấy, phần này bắt đầu đi đẩy như kiểu cánh hoa, những hoa nó bung lên. Trắng vàng có một cái bóng điện là hắt từ đằng sau, hơi check bên phải tí là nhiều khi mình quay đầu sang nó hơi có cái bóng tối một chút, điện vẫn từ hai bên hắt vào nhưng cái bóng ở ngay đằng sau thì nó khá là mạnh. Đã giai đoạn đến giai đoạn bút tỉa, tỉa thêm một chút cái ngọn cỏ, vẽ đi vẽ vài cành cây nhỏ. Sau bước này thì mình tiếp tục vẽ một cái bức phong cảnh cũng kiểu của nước ngoài. Gam màu nó cũng nóng nóng. Nói chung mình rất là thích cái gam màu nó ấm nóng. Sau một bài nữa gam nóng thì mình sẽ chuyển sang bài gam lạnh.
còn mà có thể bước to hơn một chút, to hơn thì nó lâu hơn, quay video lâu. Nếu quay video chi tiết một bức này từ đầu đến cuối thì đây là bức này nhỏ, khổ này là khổ 30-40, khổ này khổ 30-40 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 2 tiếng đến 3 tiếng, nó tùy theo cái chi tiết của bức tranh này nhiều hay ít nữa. Nếu bức tranh mà chi tiết nhiều thì còn lâu hơn hơn nữa, có thể gấp đôi. Đấy, còn những bức tranh to như mình thôi rất là lớp thì còn những bức là đến 7-8 tiếng là bình thường. Đấy là quay những cái chỗ mà giống nhau thì còn bỏ đi, chứ không phải quay tất. Cùng một đối tượng những cái núi giống nhau thì có thể bỏ đi chấm một núi thôi là đã rơi vào 7-8 tiếng rồi, nếu mà chi tiết thì nhiều. Đấy, bắt đầu quay sang đẩy sáng cái phần phần cây. Như đã nói ở trước thì cái phần này nó sáng ở cái cạnh mạnh hơn, còn bên trong thì nó sẽ không đẩy sấp bóng. Tiếp theo là vẽ cái phần bóng đổ, bóng nước của gốc cây. Lúc mới học vẽ thì rất nhiều người cứ hay bị nhầm cái bóng nước với lại cái bóng nắng. Như ở bài này thì nó có hai loại bóng này, bài này hai gốc cây đấy là hai cái bóng của ánh nắng. Ánh nắng nó đổ chéo thì cái bóng nó đổ chéo. Còn cái bóng nước ấy thì nó lúc nào nó cũng thẳng xuống chính diện cái cây đấy hoặc là vật thể đó và nó đổ thẳng xuống. Nhiều người lúc vẽ thì lại nhiều khi không nhìn mẫu hoặc là vẽ bịa ấy, thì lại cứ vẽ cái bóng nước nó lại hơi treo treo theo cái hướng của mặt trời, thế là không có đúng. Cái bóng nắng ấy nó đổ xuống nước thì cái mặt nước nó cũng tối xuống thì đấy vẫn là bóng nắng, còn cái bóng nước ấy là nó soi bóng ngược xuống thì mặt trời hướng nào thì nó vẫn cố định một cái vị trí là đối diện xuống chứ nó không có thay đổi. Bên sáng thì vẫn là trắng vàng cam, ít cam đẩy lên trắng vàng nhiều hơn. Bên tối thì trắng đen với xanh nước biển, một tí cam. Đấy, tiếp tục đẩy cỏ lớp 2 sáng cái đỉnh đỉnh của cái gò đất thì nó sẽ sáng hơn. Dậm thêm một vài cái ngọn cỏ ở bên bờ cho nó đỡ bị cứng. Cái này thì cũng không cần nhiều, tại vì bờ gần này mình vẽ nhiều rồi, bờ xa vẽ nhiều nó bị rối. Tiếp tục đẩy sáng lên một chút, ví dụ những cái sắc nó ở trên nó đổ xuống trắng vàng cam, cam xanh là cây đi ngang để thể biểu thị cái bóng cây ở trên nó đổ xuống và cái gốc cây cũng là chính diện thẳng xuống, mình đi ngang chứ không được bôi nó kín quá hoặc là nó thẳng quá thì nó sẽ bị cứng. Đây là nó biểu hiện cái độ lăn tăn của mặt nước. Và bóng này cũng sẽ đẩy sáng lên một chút. Đẩy sáng xong rồi vẽ đàn chim là bức tranh này qua xong. Thì mình chúc tất cả anh em, tất cả mọi người vẽ được bức tranh nó hoàn hảo nhất và nó sát với mẫu nhất. Chép tranh thì càng giống mẫu được thì càng tốt, thì càng thể hiện cái khả năng quan sát và khả năng hạ màu và kỹ năng chấm cây. Mọi người ai có nhu cầu mà học tại lớp hoặc là học online để được hỗ trợ trực tiếp chi tiết thì mọi người cứ liên hệ số Zalo ở trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.